Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Trần Vlog. Và hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với series đá xếp hạng FIFA Online 3, chế độ xếp hạng 2v2 đấu đôi. Và hôm nay như mọi lần chúng ta sẽ đá khoảng 3 trận liên tục để xem kết quả thế nào. Rồi, bắt đầu luôn. Ok, let's go. 2v2. Brandon xếp hạng B66, đèn thế này biết bao giờ lên gạng. Cha bọn đá rất là lâu. Ra đá 2v2 thì đỡ hơn đá 3v3 khá là ức chế. Rồi, như vậy là trận này mình cầm kỳ. Nói là trận này khá là ngon đấy. Lâu vậy. Ồ, thua lượn cho nhanh. Tay tiền đạo này. Sao tiền đạo là nó cũng để bêu đá, tiền đạo cắm ấy nhỉ. Có thể thấy Shishoko. Rồi, Shishoko đã tiền đạo nhé. Được. Cho Lukaku đi. Rồi, hai con trâu đá ở phía trên khá là đảm bảo rồi. Có vệ cánh phải này. Đấy, may con này. Rồi. Tốt rồi, đá luôn đi. Đá thứ tư, con mất để một thằng CB để con thủ chứ. Chưa kịp thay CB. Rồi, chúng ta bắt đầu trận xếp hạng của FIFA Online 3. Không có tiếng rồi đấy. Kìa. 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 Cứng thế. Ôi trời ơi, chưa kịp đổi người. Chưa kịp đổi người. Tốt. Dứt điểm. Bàn thắng đầu tiên. Đá khá tốt đấy. Team này có vẻ khá là ngon rồi. Như vậy team của Trần Vlog đã có bàn thắng đầu tiên, được không? Tốt, tốc độ vượt qua. Ăn rồi. Rất đơn giản. Đó, có gì rồi. Đường truyền rất kỹ thuật. Kìa. Trận đấu có vẻ khá là nhàn hạ. Hơi gắt. Wow, 3-0, rất dễ dàng. Như vậy kết thúc thì team của Trần Vương Vlog dẫn trước tỷ số là 3-0. Team của bạn khá là yếu. Lỗi rồi. Đánh đầu về sự mẹ đi. Ui, sút thẳng à? Ôi trời ơi. Ôi trời, ba trận này nó hay lắm. Đánh đâu 4-0 à 4-1. Rồi chúng ta tiếp tục quay trở lại. Sao chúng đá 1-1 thua nhiều thế? Rất tốt. Roma trận này đá không hay lắm. Hết giờ rồi không muốn. Bóng lập công. Lại lái trúng cột tiếp. Số bóng của đội Roma thực sự không tốt. Rồi, như vậy trận đấu đầu tiên kết thúc thì tỷ số 4-1. Cái bạn này làm khá là hay, cũng khá là ăn ý. Đúng khu trận này đá không ai lắm. Cặp tiền vệ khỏe chưa? Rất đẹp. Rồi, chúng ta đến với trận thứ hai. Ngày xe vàng chắc là đá ngon thế. Xe vàng đá chất. B51 thì không phải quá là bị đẹp. Torres, Bill, Bicao phải thay rồi. Viết ra này. Sẽ thì tụt đấy. Bạn này bị béo, cái thằng nào đá được CB. Cho smooth tích vậy. Rồi, xong một nhanh một khỏe. Rồi, let's go. Trận đấu thứ hai của môn xếp hạng 2v2 và team Trần Vlog đã xuất vào luôn kinh đi. Hào với đánh này. Mình có trước kịp đổi người. Đều yếu thế. Kìa. Đóng. Ngoại đấy. Thế bây giờ nồi quá hay. Chúng con đi thêm đi. Để nó đi. Đầu tới đây rồi được rồi. Đầu tới đây rồi đều rồi. À. giữa các tỷ vệ mình ở giữa chắn đéo có lắm. Cô ba đang chạy kìa. Đít con này. Ông bầu ra chắn đéo chứ. Ông gì sẽ thay bêu rồi. Dườm ra vãi lên. Tôi đã tôi thay tiếp Roma. Roma đã chán lắm. Còn này mà dừng lại không vào bạn cũng bị chửi ấy. Rồi nó xảo giọt vãi đi. Cái này một kênh phân Trần Vlog vẫn tạm thua. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Tin còn về. Trận đấu thì bạn cực kỳ hấp luôn luôn. Bạn đen đấy. Cái đầu mới phải đấy mà. Vào rồi, gỡ hạt rồi, một đều, đắt quá. Đỉnh còn vậy, đá chán vậy. Nó có cù gáo hơn. Đấy chứ. Wow, đi vào, ăn đi vãi lồn ra. Thật hay, ông là cái rất hay nhá, rất hợp giờ luôn. Đấy ạ rồi. À, ăn rồi. Đi. Tao chuẩn rồi ai luôn. Dễ dàng hơn rất là nhiều. Cái đâu vậy? Rồi, thắng rồi. Như vậy hai trận thắng liên tiếp. Trận thứ hai là một trận lội ngược dòng. Team đang đá rất hay. Một cái bạn đéo biết tên bạn đéo đi. Ra đần rồi. Dùng đá 2v2 có team này thì rất là dễ đá luôn. Ông lại đá rất hợp với mình là cánh. Chúng ta tiếp tục với trận 2v2 tiếp. Trận thứ 3. Này nó danh C vàng, nó đá ngon lắm. Thì tiếp trận này có khi mình lên được Aden. Auto Lukaku trận này đá này, Torres này, Vít, Shishoko, bêu chất đá, chán quá. Ramos, Manini, Haiti, Haiti trận đá nào yếu nhỉ? Đấy thì bị thọt léo gì cho bù lăng. Thầy đều cho nghỉ yếu quá. Cầm tê đã thấp hơn, cái cầm tê lùn hơn. Đi yeah, thêm một cái super tích trận trước là chắc phết này. Rồi trận đấu thứ 3 của 2v2. Thằng kia đéo đổi áo á, xanh đậm cho dễ đá. Ông này cái áo ông lại lá màu xanh, lá màu trắng. Thì Torres này, Roma huyền thoại ở những cái mùa này đá không được ngon như xưa, nó fake rồi hả? Chúng ta quay trở lại với trận đấu 3v3 tiếp theo, 2v2 tiếp theo, trận thứ 3. Vội vàng quá, vội vàng quá, vội vàng. Ú quẹ. Thế là chuyển về chứ. Đuổi bắt đi, phải chuyển chắn đi. Chết rồi. Đoạn đỡ rồi. Thua rồi. Đỡ rồi, thua chứ. Run đồ. Số béo thế nào? Khỏe đấy. Ủa sao khỏe? Ôi đi, nó đéo được cuộc. Ở biên. Nhanh quá, cũng được nhanh quá đi. Rồi. Cái tim lại hay quá rồi. Cái tim hay mất bóng ấy. Mày lại thua sân bàn lờ 0-1 rồi. Thôi thì đá chắn đi. Biên chán đấy, chả thấy căng tê rồi. Chả thấy căng tê thôi, tê yếu quá. Chơi dùng pha. Torres thế mà chạy thích tù tù thế đéo là. Anh đâu, lại đâu nữa. Ít cơ lại đã chán hụt rồi. Sao lại đi được. Sao đâu nữa. Không bảo ngôn ra lại đi. Sao ngôn ra hả ngôn. Nguồn nó bứt nhanh đấy. Ay, no. Ay, no. Para el cango. ¡Es malín! ¡Es malín! Ya vi rồi. Ở đấy mà nó bắt vị. Mình chạy tính chưa? Ui hết giờ. Trời bắn căng đấy. Makan. Pipanya mau disikut awal. Pipanya menyuk. Wow, thì còn mẹ các bạn rồi. Lồn này thế thì còn ai đều. Mình có một sự thay đổi người không? Mình có một sự thay đổi người. Mình có một sự thay đổi người. Cô yếu rồi. Chết rồi, đéo hơn thay đổi người là thay hết rồi. Thay hết rồi. Hết tuyển thay người rồi. Đúng không? Thay đổi cùng những chuyện. Đỉnh lắm. Đây không chống được nó banh kìa. Ok, phụ thứ nhất. Hãy đều. Nó thay được đi tuyệt vời cả. Người phải thay cả tiền vệ trung tâm mất giữa đá này. Đóng biết đi qua thế này đi thật chắn đấy. Bây giờ bây giờ nó bén mi găng. gang. Đội này căng cơ nhỏ như này. Con mẹ bắt chịu. Rồi. Quả đầu tiên hết sức là đầu tiên. Không nhớ mắt được. Không nhớ mắt được. Ồ, nó được. Đi con mày nó được. Ba đều đã căng vậy đấy. Ui, làm xẹ luôn á. Trời ơi, đào cứ đoán với đây á. Đi con đéo ăn được. Điện luôn chẳng lấy liền. Địt mẹ thua rồi. Thôi đem mẹ lên. Đem phá lên nữa. Của mình đau. Nếu nó ban lên đá mẹ nhận là sáng suốt mình chạy nhanh. Một tội đéo đánh đầu. Rồi ok. Vậy qua 3 trận 3v3 thì chúng ta giành chiến thắng 2 và thua 1. Ok, xin chào lại trong các clip sắp tới.